Kính thưa quý vị, OPCW tuyên bố Syria sẽ hoàn tất việc chuyển giao vũ khí hóa học vào tháng 4, tin từ The Hague. Tổ chức cấm vũ khí nguyên tử hay OPWC ở The Hague cho biết Syria đã chuyển giao được 1/3 số vũ khí hóa học để phá hủy. OPCW cũng xác nhận hai cuộc chuyên chở hiện đang đi đến hải cảng Latakia. Số vũ khí này sẽ đưa lên chiếc tàu MV Cape Ray của Hoa Kỳ để phá hủy ngoài biển hay đưa đến các cơ sở phá hủy thương mại ở Anh và Đức. Phát ngôn viên Michael Luhan của OPCW cho biết, Syria đã trao kế hoạch chuyển vận sửa đổi cho OPCW để tất cả số vũ khí hóa học sẽ được đưa ra khỏi lãnh thổ Syria vào cuối tháng 4. Đề nghị của Syria đang được Hội đồng điều hành OPCW thảo luận từ sáng nay. Từ tuần trước, OPCW đã thấy Syria gia tăng việc đưa vũ khí ra khỏi các nhà kho để chở đến hải cảng Latakia. Hoa Kỳ cho biết cần phải mất 90 ngày để phá hủy khoảng 500 tấn chất hóa học độc hại nhất của Syria. Theo lời tuyên bố của Syria với OPCW, Syria đã có tất cả là 1.300 tấn vũ khí hóa học. Syria đã trễ thời hạn giao nạp trong tháng 12 và tháng 2, và các nhà ngoại giao lo ngại Syria cũng sẽ trễ hạn thời hạn cuối cùng vào giữa năm nay.